Cô bác bên chị thấy anh Lâm đầy đầy nghị lực không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đó chính là nhà của anh Lâm, một người thanh niên đầy nghị lực để vượt qua cái số phận thảm thương của mình. Và hôm nay thì ngày nhân dịp này Bùi Hồ đi đến đây á, để thay mặt cho chú Chính là một Việt kiều ở Mỹ để trao cái số tiền yêu thương cho anh Lâm, cũng như là hỗ trợ cho anh Lâm với bà Chính vượt qua những cái khó khăn trong cái cuộc sống. Và hôm nay đến đây á, thì bà Chính bà đi bán gạo hay gì vậy rồi, nhưng mà vô thì gặp cái con chó kìa, nó cứ lại lại kìa, mà mình không muốn, không dám vô luôn á. Bây giờ mình sẽ đi đường này, con đi đường này được không bà ơi? Dạ đường này cũng nhà hình như là nhà tình thương đó cô bác của anh chị, bán gạo. À, cái hướng này là ngay chỗ này là đường ống nước nè, đi đường này sẵn cho cô bác biết biết luôn là đây là cái ống nước mà để anh Lâm mà truyền cái vòi nước đây tắm qua bên đây nè. Hả? Truyền cho tới đằng này luôn. Rồi, con cảm ơn bà. Bà sao với bà Chính bà? Dạ chị ruột luôn hả? Tôi bệnh tôi đi không được. Ồ, cũng thương bà ha. Rồi bà Chính bà đi bán gạo rồi hả bà? Dạ. Anh đi đem gạo cho người ta nói gì? Dạ anh Lâm vẫn đang tập hả anh Lâm? Ấm dụng mà. Dạ sao anh ấm dụng mà sao chứ sao đâu một hoàng nào em bấm cho anh. Sao đây đây con bấm cho bà ở đây hả bà? Đây ấm dụng mà sao ấm đây ha, đây ghim lên. Dạ anh Lâm vẫn đang hàng ngày vẫn đang tập. Hôm nay có con chó đằng kia á, không dám lại luôn á. Nó bình thường thôi, sợ nó dạ. Chụp thôi. Hả? Nó chụp thôi chứ nó sao biết nó không cắn? Nó mừng thôi à, cậu ơi. Mày nói gì nó có cái cắn ngày vô, mới vô nó cũng mừng vậy đó. Anh Lâm vẫn đang tập nè, tập bài mà treo hai cái tay, hai cái chân kìa. Ờ, cô bác quý anh chị thấy không? Hôm nay sức khỏe ok hay là sức dạ, khỏe cũng, tốt anh Lâm? Không có gì. Cậu có vô một lần rồi mà. Dạ con có vô một lần rồi. Ồ. Dạ đúng rồi. Ồ anh nhớ em luôn. Có gì đâu. Phải có người tên Tâm đúng không? À. Mãi có ngày anh tập 3-4 lần vậy đó hả anh Lâm? Thì bán cô đi rồi mấy vậy đó rồi tập. Cái bài này là anh tập tay, chân, tứ chi. Đi thì có máng vậy đó, cho tập từ từ cho nó vận động vậy đó, để cho nó đỡ cắn đầu này nọ vậy đó, nếu mà nằm nó cắn nó. Sáng giờ anh ăn chưa? Ăn rồi. Ăn gì anh? Ăn cơm gan. Hả? Chính cũng gan cơm, cổ cho ăn xong rồi cổ đi. Cơm gan hả? Xuống phường lãnh trợ cấp. Ồ. Tại ngay bữa nay là chi trợ cấp nè. Trợ cấp người tàn tật á. Dạ. Cổ đi chợ luôn, xong rồi cổ đi chợ luôn. Thì cái đó không biết mấy giờ về, tại vì nhiều khi cổ đi chứ phải chờ đợi á, nhiều khi người ta cũng đông á. Dạ anh Lâm, anh Lâm nằm vậy thì có cái lưng nó có bị ấy không anh Lâm, bị lỡ nó về đó. Là cổ thì hồi xưa nó cũng lỡ lắm, nhưng mà sau này có máy là đỡ rồi. Nói chung lâu lâu thì nó cũng có cấn, nhưng mà nó không có bị tình trạng giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó lỡ giữ trời lắm. Ồ vậy hả? Ừ. Rồi sau này thì tập thì nếu mà cổ về á thì cũng án dở lên luôn. Dở cái lưng lên được. Ngày anh tắm mấy cử anh Lâm? Gì? Ngày anh tắm mấy cử? Một lần thôi chứ không phải lần hả? Có gì đó. Bà qua đây ngồi nè bà. Để thao rồi những nước rồi lao. Dạ, bà Chính với là bà là hai chị em hả? Cô bác bên chị thấy anh Lâm đầy đầy nghị lực không? Có phải chuyện đơn giản không? Nói chung là nằm một chỗ thì bất cứ khó chịu lắm. Nhưng mà cũng phải vì cái bệnh tật nên anh phải một mình cố gắng vượt qua.
với lại cái người cô của mình luôn á. Hai cái chân lúc nào cũng máng vậy đó hả? À vậy là hồi sáng là bà chín máng cho anh. Có máng tập xong cái mình tập cỡ 2 tiếng vậy đó. Dạ. Thì tháo ra rồi mình nghỉ ngơi gì, lật nghiêng qua vậy đó, nghỉ ngơi chút vậy đó rồi lật lại rồi máng lọt tiếp vậy đó. Vừa tập vừa nghỉ vậy đó chứ không phải tập hoài. Có cũng như vài cái vậy, mình nghỉ 3 cái hoặc là 5 cái gì đó thì mình nghỉ 1 lần vậy chút vậy đó, giật lại chạy lại vậy đó. Cái công tắc anh để đây nè. Đâu anh làm công tắc anh để đâu? Nó có gờ le dưới ghế đó, chỗ phao. À nhưng mà cái này là anh gạch là gạch cái gờ le nè phải không? Nghỉ thôi. Ừ. Chế từ cái phao của cái bồn nước á. Dạ. Bồn nước bơm giếng rồi đó. Dạ. Cũng như khi mà cạn cái phao đè xuống chạy công tắc, còn cái này thì mình kéo. Sợ mất hả bà? Ồ ồ. Ở đây nãy giờ ngồi ở đây cũng hồi hộp, con chó nó cứ lại hoài cô bác với anh chị. Nó bị treo đó, nó cứ lại lại mình đó. Và hôm nay thì mình chọn ngồi cái thế này lý do là cô chính đi chưa về. Nằm gì khó chịu dữ không anh Lâm? Không, nói chung mình có tập thì nó không có chịu. Khi nào máy dục chặt rồi chạy không được á, nó quải lắm. Dạ. Nó khôn đi ha. Nó bường lên luôn rồi cô bác với chị. Nè. Ê, không có được. Thả ra là vậy đó. Chính ta cũng có cỡ yến nó mới dài, tại vì xuống lãnh giai cấp xong rồi ra chợ nữa. Phải sớm giờ điện vô chính trước được rồi. Nói chung con chó nè, cứ lại nè cô bác anh chị. Không biết nó kêu mình cái gì luôn á. Kêu gì anh Lâm? Mỗi giây. Mỗi giây cho nó ôm á. Cho nó ôm mình đó hả? Mỗi giây lại nó ôm á. Ôm chứ không có cắn. Nó cắn dây ra hay vậy? Nó tìm cách nó tự thắt nó lại đó nó ngồi luôn rồi. Rồi lại đó ngồi luôn rồi. Ngồi đó đi cho khỏe, ăn uống gì đi. Nằm ở nhà thì bà chính bắt tivi cho anh Lâm coi. Đến giờ ăn thì bà chính sẽ lo cho anh Lâm ăn luôn. Cô chính bà bán tập được rồi rồi. Khi nào có công chuyện mới mang gạo rồi thì có đem đi giao rồi đó. Chứ thường thì cô chính ít đi khỏi nhà lắm ha. Đi thường à. Đi thường ha. À, đi chuyện này chuyện kia nữa chứ. Gom tiền rồi nọ với đi lụm ba thằng đá rồi về trồng ba cái chuối rồi nữa. Ồ. Hôm nay buồn ghê á, không gặp bà chính. Bà chính có đem điện thoại không anh? Có đâu có đem điện thoại. Dạ. Ba đang ngồi đây đi bà. Bà là chị hay là bà là em của bà chính? Chị. Bà cũng ở mình luôn. Dạ. Bà không có chồng luôn? Có chồng mà chồng chết. Ồ có chồng mà chồng mất rồi ha. Ồ bà năm nay nhiêu rồi bà? 86. 80 mấy? 86. Bà nhà bên kia nhà tình thương cất cho bà hay sao? Không, không có nhà. Nhà đó của ai bà? Nhà đó của trên nhà thờ. Người ta cho bà? Không, không có cho. Nhà đó là bà chính. Bà ở từ hồi nào tới giờ. Cửa giờ sập hồi đó cái nhà bằng vít. Rồi sập. Sập đi rồi bà chính mất xin tiền mấy đứa con đồ này kia kìa nọ, đứa chút đỉnh góp với tiền hỏi ngân hàng rồi cất cái nhà đó để đặng thờ nhà tổ kêu nhà tổ.
Để làm thờ đó, giờ bà Chính mới ở bà thờ. Bà Chính với bà là hai chị em sáng 5 giờ thức rồi. Ôi thức đang quét dọn đồ cho sạch sẽ, đang lao cho nó. Rồi lo cho ăn uống đồ, rồi chưa cơm nước nữa. Trời ơi, thương người ha. À, mười mấy năm nay con mình bà Chính à. Con mình bà Chính là lo hết luôn ha. Lo hết luôn. Ô, bà Chính bà vừa lo cho cháu và vừa lo cho... Hồi đó bà bán gạo nữa. Dạ. Bây giờ bà cũng bán chút đỉnh, rồi người ta mới đem gạo lại đó. Rồi hàng ngày là bà Chính lo tiền gạo, tiền nước, rồi là bà Chính lo hết cho bà luôn. Lo hết cho bà. Lo cho bà, rồi lo cho thêm cho Lâm. Cho anh Lâm luôn. Ồ, bà thấy bà thương bà Chính dữ không? Hồi đó giờ bà ở thành phố và mới về đây. Dạ. Mới về đây đâu 7-8 tháng gì. Lúc đó bà ở thành phố bà làm gì? Mua bán đồ chút đỉnh. Ủa, hồi xưa bà mạnh giỏi, bà làm nữ hộ sinh. Bà làm gì? Nữ hộ sinh. Hộ sinh? Dạ. Bây giờ bà có tiền hưu không? Không có, lâu rồi, mất tiêu lâu rồi. Ừ. Tại vì bà không có nhà, người ta không cho bà lãnh. Cô có về cả 5 năm, năm nay rồi đó. Nói chung thì hoàn cảnh con cái thôi. Ờ. Bây giờ thì cô Chính cũng lo hết vậy đó. Ừ, vậy là bà Chính thương bà Chính quá luôn á. Hôm nay đến đây anh Lâm biết không, hôm nay đến đây thì có sau khi quay clip của anh á, với lại cô Chính thấy mọi người thấy thương cô Chính lắm luôn. Nên tất cả các cộng đồng mạng đều rất là thương cô Chính và thương cái hoàn cảnh của anh nè. Một cái tương lai rất là rộng mở, nhưng mà tự nhiên tai nạn ập đến á. Thì trước nay thì cũng đăng được tuần lễ rồi. Thì có chú Chính là một Việt kiều ở Mỹ á, thì có hỗ trợ anh 150 đô, thì tương ứng với lại 3.450.000. Thì em cũng hôm nay thì tranh thủ đến đây trao cho anh, thì em sẽ trao cho anh là 3.500.000 đồng để cùng hỗ trợ cho bà Chính đó, anh Lâm với lại anh. Cảm ơn. Có tiền thuốc men ha. Cảm ơn chú. Dạ, để em lấy tiền. Để anh cầm tiền sao được ta? Được không? Được. Chứ cứ để ngay tay này tôi kẹp chân thôi. Dạ. Tượng chân thôi. Cứ để cho ngực này kẹp cái tay thôi. Dạ. Anh cầm máy của bác của anh chị. Một. Không ấy, để cứ để trên giường nó không ấy. Dạ thôi, bây giờ cũng quay cho cô bác của anh chị để cái máy này lên đây đi ha. Anh Lâm ha. Đúng rồi. Hôm nay thì Bùi Hồ đến đây đại diện cho anh, cho chú Chính là Việt kiều ở Mỹ á, trao cho anh Lâm số tiền hỗ trợ là 150 đô, là 3.450.000. Thì em sẽ trao luôn cho anh là 3.500.000 ha. 1, 2, 3 triệu. 3.500.000. Này em để đây ha. Để anh cầm được không? Đâu được ha. Để chắc để tay này anh. Không ấy, cứ để trên giường đã đi. Em để kẹp ở dưới này nha. Kẹp dưới này được không? Thì cứ để trên giường đè gì lên. Để dưới này đi. Để cái mền lên được rồi. Ừ. Đấy đây cho anh đây. Hôm nay không có bà Chính là cô bác của anh chị. Không ấy đưa cho bà giữ cũng được đó. Đưa cho bà giữ, rồi bà đưa cho bà Chính ha. Được, cậu để đó đi, để ra được. Cứ để hồi về có gì xảy ra. Dạ. Để đây đi, hồi bà cắt. Đó, đây, hôm nay đến đây đại diện cho và chú Chính là Việt kiều ở Mỹ á, trao cho anh, hỗ trợ cho anh cũng như hỗ trợ tiếp bà Chính ha. Em cũng xin vô cùng cảm ơn cái tấm lòng hảo tâm của chú Chính đã có lòng giúp đỡ cho Lâm với cô Chính đồ trong lúc khó khăn hoạn nạn, và xin không biết nói gì hơn là cảm ơn thôi. Và xin hứa là sẽ cố gắng để vươn lên và làm được nhiều hơn
hơn hồi phục nhiều hơn thôi. Ô ô dạ. Nó sao nó chụp lo lo lắm luôn. Cắn thôi, có cắn đâu chụp thôi à. Thôi biết rồi. Đi na. Bạn bạn đăng trên mạng là trên YouTube hả? Dạ. Là tên là tên Bùi, gì? Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV hả? TV hả? TV TV TV. TV. Để mình kiếm cho cô Chính coi. Dạ. Đó, thì thay mặt cho anh Lâm, cô Chính, gia đình của cô Chính cảm ơn chú Chính rất là nhiều. Chúc chú an lạc và sức khỏe. Thôi hôm nay đến đây thì cũng xem được cái hoàn cảnh anh cũng cố gắng tập như thế này, cũng sức khỏe vậy là cũng cố gắng vượt qua nghe anh Lâm nha. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ thôi hôm nay thì đến đây ngoài cái việc mà trao cho bà thì con thấy bà cũng ấy quá, con gửi cho bà 500. Con thay mặt cho chị, một chị giấu tên ở Canada gửi cho bà 500 ha. Dạ chị này giấu tên ở Canada. Dạ. Cũng nhờ cậu tấm lòng hảo tâm cho chút tỉnh bạn sợ. Dạ bà lấy bà giữ bà xài bà uống thuốc đồ ha. Dạ. Thôi xin chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Lâm em về nha, cố gắng nha anh Lâm nha. Cảm ơn. Yeah.